Rồi hiện nay trời mưa luôn cô chú chị ơi, mưa lớn quá trời lớn rồi. Đó trời mưa rồi. Đó hiện nay là cô chú anh chị đang dồn vào trong cái một cái lều. Đó rất là đông cô chú anh chị. Ăn kiểu này giống đi đánh giặc quá. Ăn lẹ lẹ đi đánh giặc. Nhìn cô sao giống cô Lê Hỷ quá vậy? Ai nói vậy ta? Nhìn cái gương mặt cái gan luôn giống ha. Nhìn cái gan cô Lê Hỷ luôn á. Cô có thần tượng không? Có thần tượng cô Lê Hỷ không? Giống cô Lê Hỷ hả? Thần tượng là thầy. Cô Lê Hỷ miễn sao? Nhìn rất là giống cô Lê Hỷ luôn cô chú anh chị. Đó. Cô ở đâu tới đây? Biên Hòa. Biên Hòa là hả xa. Ồ, Biên Hòa xa lắm cô chú anh chị. Mà cũng đến cô cũng đến đây để mà giếng cô 100 ngày, giếng chú Vũ Linh 100 ngày nè. Đó cô chú anh chị. Xuống nghèo hả? Con đánh về chứ tức đánh về. Dạ sức súng mới. À nghèo ngầm biết lâu quá. Hôm nay thì những cái di ảnh của cậu Năm với lại Hoa đồ là mấy anh em cũng đậy bọc lại cô chú anh chị để cho đừng có mưa ướt cô chú anh chị. Thì mấy anh em luôn túc trực ở đây để mà quay cho cô chú chị xem. Bên cạnh đó thì cũng chăm sóc Hoa với lại chăm lo cho cái phần mộ của cậu Năm lúc nào cũng được khang trang và sạch sẽ của chú anh chị. Đó. Đây là những cái lọc của cậu Năm rồi. Đó. Gió quá trời gió luôn rồi. Bây giờ là đang xẻ con heo rồi các chú chị. Để hồi cho bảo vệ. Ở đây mà cái xèo.
đang chuẩn bị cắt bánh mì rồi cô chú anh chị, cho tất cả quý cô chú anh chị ở đây ha. Cái lọc của cậu Năm. Kia họ tối mày không sao? Tối mày mất tiêu hết vậy. Hiện tại là đang chia lọc của cậu heo quay nha mọi người. Quá ăn rồi, ăn quá dặn rồi chú chị ơi. Quái đâu?
trời ơi con em quệ nãy giờ quá trời đông người, anh 500 miếng anh. Cái gì luôn á, em làm cái gì có cái gì cay hết.